Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trận Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 59 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 59 Độc bộ thiên hạ ngay sau đây Tiếp theo phần trước Lúc bây giờ ứng thông đạo thậm chí còn chưa có động thủ Chỉ ngồi trên bờ tọa tông chủ nhẹ nhàng giật giật ngón tay lợi dụng chỉ lực đem đại tần quốc đặc sứ chấn áp không ai có thể nhúc nhích được triều cung thiều nhẹ giọng cười nói tên ngu ngốc này còn tưởng rằng thánh tông chúng ta lao sư động chúng là vì nghênh đón bọn họ hay sao thật sự là đồ ngu mà nếu không phải nể mặt tín vật của tông chủ trước đây sao có thể làm chúng ta bị kinh động hết thảy như vậy được yến tuy nhiên cũng lắc đầu cười nói thánh tông ta lai lịch lâu đời từ khi lục đạo tan biến thế này vẫn sừng sững không ngã so với đại tần quốc còn muốn lâu đời hơn rất nhiều bọn người kia tắc ai tắc quái cũng không biết nơi này là địa phương nào hay sao năm đó thì hoàng đế nếu không gian trá làm sao có thể thắng được tông chủ đời trước đấy lại có một vị thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ khó chịu trầm giọng mà diệp húc âm thầm gật đầu biết chư vị thái thượng trưởng lão nói lời này không giả lúc trước thủy hoàng đế sở dĩ chiến thắng được tông chủ hoàng tuyền ma tông cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực trong đó cũng là đùa giỡn thủ đoạn gì đấy Thì hoàng đế sau trận chiến đấy thân thể lọt vào thương nặng lưu lại bệnh không thể chữa tráng liên sớm chưa qua mà tông chủ ma tông thì vẫn còn sống sống rất lâu trận chiến đó bề ngoài thì hoàng đế thắng nhưng thực lực thực tế lại là hắn thua giờ phúc suy nghĩ thông suốt điểm này liền hiểu được cao tầng của hoàng tuyển ma tông vì sao lại khó chịu với hoàng thất đại tần như vậy lão già tam thần cảnh ra mặt trắng không dâu hẳn là là hoạn quan triều đình rồi tam thần cảnh cường giá không ngờ chỉ có là hoạn quan trung triều nội tình của đại tần quả thực là cũng hùng hậu hùng hậu đến không ngờ tuy nhiên lão già này thường ngày tóc quái tóc quái lại không biết thánh tông ta ngay cả triều đình cũng không để vào trong mắt nếu không phải có tiến vật của tông chủ căn bản không có khả năng kinh động đến mấy vị thái thượng trưởng lão này hắn thầm nghĩ trong lòng lão giả bị ứng thông đạo ép cho quỳ dạp trên mặt đất giọng căm hận mà nói được các ngươi không ngờ lại dám chấn áp ta như vậy khi trở về ta sẽ báo cáo với thánh thượng đem hết thảy trên dưới ma tông các ngươi mà giết sạch ứng thông đạo ánh mắt quét tới lão nguyên thần của lão lập tức sôi trào bắt đầu bị thiêu đốt lão không khỏi kinh hoàng cao giọng quát trái tay ta có tín vật của tông chủ trước đây của các ngươi ứng tông đạo người dám giết ta sao trên người của lão đột nhiên xuất hiện một mặt kim bài tản ra ma khí dày đặc hiển nhiên là một kiện trọng bảo kim bài này chính là tín vật mà tông chủ lúc đó đã giao cho thủy hoàng đế cầm kim bài này giống như gặp người mà tông trên dưới không thể không theo ứng tông đạo thản nhiên cười nói ta nếu muốn giết ngươi trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi đâu ngay cả tín vật của tông chủ đời trước cũng không được trong chớp mắt nguyên thần của lão giả này bị đốt thành cho tàn chỉ để lại một khối thân thể, có thể nói là hồn bay phách lạc. Một cường giả tam thần cảnh cứ như vậy bị một cái nước mắt của hắn đã chết. Quan viên đại tần thật sự là càng ngày càng không ra gì. Các người có thể thương lượng một chút, đổi người biết đi lẽ ra tuyên đọc thánh chỉ đi. Ứng thông đạo vừa xử tử xong cường giả liền hạ giọng nói. Hắn thu lại chỉ lực, ngồi trên bảo tọa bình tĩnh nhìn về phía thuyền rồng đại tần quan viên. Chỉ thấy hai đầu chân long màu vàng vẫn quỳ dạp trên mặt đất cả người run rẩy không dám đứng dậy mà nhiều cao thủ bên trong thuyền rồng cũng không dám can đảm đứng lên thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng sợ đắc tội với bá chủ ma tông này chiều công thiều phút trầm dâu của mình đắc ý giật giào cười ha hà mà nói liếc mắt nhìn ai người đó chết thật là hề hey, thực lực đệ tử này của ta lại càng thêm cao thâm rồi sau một lúc lâu diệp phúc mới nhìn thấy đông hoàng mục chậm rãi đứng dậy đi tới bên người lão giả vừa bị đốt cháy nguyên thần kia lấy thánh chỉ ra hắn lập tức tay cầm thánh chỉ chậm rãi quỳ xuống cao giọng đọc thánh chỉ có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ý chỉ của tần hoàng rất là đơn giản yêu cầu các môn phái ma đạo cắt cử tinh anh gia nhập vào quân tần đối kháng với đại hán tất cả tới tây hoang đại mạc công chiếm bản đồ đại hán nhân tài của đông hoàng gia co được giãn được rất là không tồi người quỳ lại thánh tông và ta cũng không tính là bôi nhọ huyết mạch thiên đế ứng tông đạo tán thường nói Loại người như ngươi tương lai không thể tính được Nếu là có thể đi vào bên trong Thái Dương Thần Cung Do Đông Hoàng gia Lão Tổ Tông các ngươi mở ra kia Tương lai có thể là một cự phách trong ma đáo Đông Hoàng Mục cung kính nói Đa tạ lời bình của Tông chủ Chư vị đặc sứ Thánh chỉ đã đọc xong Các ngươi có thể đi Ứng Tông Đạo ngồi trên bảo tọa Tông Chủ Không có ý tứ đứng dậy thản như nói Có uống chén trà rồi hãy đi không vậy Đặc sứ triều đình nâm nấp lo sợ đứng dậy làm sao còn có ý định muốn uống trà nữa đây tất cả cũng quyết từ chối khống chế thuyền rồng hốt hoảng mà chạy tiểu bối của đông hoàng gia thật là một nhân tài đáng tiếc hắn là đệ tử nội bộ của thái dương thần cung không thể gia nhập vào thánh tông ta được triều cung thiều trầm giọng nói tuy nhiên thánh chỉ cả tần hoàng rất đáng phải thương tháo trong đó có rất nhiều mưu méo phải có sát cơ một vị thái thượng trưởng lão gật đầu nói không sai Hoàng tộc Đại Tần có nhiều cao thủ Hoàn toàn tương đương với một đại phái ma đạo Lúc này Tần Hoàng yêu cầu ma đạo Các môn phái cắt cửa cao thủ Tuyên chiến với đại hạ Chỉ sợ có ý tứ làm suy yếu Ma đạo các môn phái của ta thôi Đại hán chính đạo Cũng sở hữu nho thích đạo tam gia Nho vu thích vu, đạo vu Đều là các phe phái lưu truyền từ thời thượng cổ Cho tới ngày nay Bên trong tam gia đều có đại phái cả Thích vu có đại phạm âm lưu tứ Tiểu quang minh thánh địa không kém hoàng tuyển thánh tông ta là mấy tần hoàng khai chiến chính đạo tam gia khẳng định là sẽ ngồi không yên tới lúc đó chỉ sợ sẽ biến thành chiến tranh hai phái chính ma rồi tần hán hai quốc gia cũng không quan hệ nhiều lắm tổn thương chính là tinh anh hai đạo chính ma chúng ta kìa diệp phúc lặng lặng nghe ngóng chỉ thấy mấy thấy thượng trưởng lão ta một câu ngươi một lời đã nghiền ngẫm tâm tư của tần hoàng một phen những lão cáo già này đều là nhân vật thành tinh cả phân tích thánh chỉ của tần hoàng vô cùng nhẫn nhuyễn nói thật quan tinh phong của diệp phúc vệ đạt đã chết người thì thưa thớt thế nhỏ lời nhẹ trước những việc liên quan tới quyết sách của ma tông cũng không có bao nhiêu quyền phát ngôn người có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có vài vị thái thượng trưởng lão và mấy vị trưởng lão thực lực thâm hậu mà thôi ứng Tông đạo ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói tần quốc đặc sứ cầm tiến vật trong tay mà tới thánh tông chúng ta cũng không thể từ chối được cũng phải phái người tham dự đây cũng là cơ hội để đệ tử tu luyện tuy nhiên vừa phải đảm bảo bồi dưỡng đệ tử vừa không thể làm dao động căn cơ của thánh tông ta được do đó cần các vị phong chủ xuất ra một chương trình mỗi một tòa linh sơn phái ra bao nhiêu người việc này chư vị sau khi trở về núi thảo luận một phen ngày sau sẽ định đoạt hắn đứng dậy mà đi các phong chủ cũng đứng dậy tự trở về núi của mình diệp húc cũng đứng dậy rời khỏi pháp đàn đang định trở lại quan tinh phong chiều công thiều đột nhiên ném cho hắn một cái kim bài cười ha ha nói Tiểu tử đưa người cái vật này Diệp Phúc cũng quyết tiếp lấy cúi đầu nhìn kỹ Sau một lúc lâu không nói thành lời Kim bài này không ngờ chính là tín vật mà tông chủ đời trước Đã để lại cho Thủy Hoàng đế Vừa rồi đại Tân quốc đặc sứ Thậm chí muốn dùng kim bài này để đối phó với ứng tông đạo Triều Cung Thiều không biết từ lúc nào Trộm được cái kim bài này tới tay Tùy tiện mà vất cho hắn Kim bài này chính là một kiện vua bảo To bằng bàn tay Mặt chính khắc chữ lệnh Mặt trái cũng là một chữ lâm tràn ngập ma khí kim bài nhìn như không lớn lại nặng nề kinh người so với kim bài kim kiểu bên trong ngọc lâu của diệp phúc chỉ nhẹ hơn hai ba phần diệp phúc nhận lấy kim bài hắn cười nói lão tổ tông không biết mấy năm gần đây lão nhân ra ngài có nghiên cứu lại chư thiên thập đạo hay không vậy không bằng truyền thụ cho đệ tử đi tiểu quý quả nhiên khéo đưa đầy mà rất có phong thái của lão phù năm đấy Triều Công Thiều cười ha ha Nhìn đông rồi lại ngó tây, Nhỏ giọng mà nói Chư thiên thập đạo của ta Bị ứng tông đạo phá giải dễ dàng quá Ta sau đó đã khổ công nghiên cứu Một chư thiên thập đạo Mà hắn không thể phá giải được Cuối cùng nghiên cứu thành công Tuy nhiên chư thiên thập đạo đầy đủ Tuy ta nghiên cứu ra được Nhưng lại là một chuyện đại xấu Truyền thụ cho người không phải là không thể Thế nhưng tuyệt đối không thể cho người khác viết được Diệp Phúc cũng không khỏi tò mò Không biết Triều Công Thiều Nghiên cứu ra chư thiên thập đạo mới là có bộ dạng gì một già một trẻ lúc này lén lén lút lút rời khỏi tổng đàn ma tông đám người đông hoàng mục khống chế lâu thuyền rời khỏi thập vạn đại sơn đặc sứ trên thuyền rút cuộc cũng thở ra nhẹ đi đứng còn buồn rủn trong lòng sợ hãi mà nói mà tổng ứng tổng đáo quả nhiên sâu không thể lương hàn tổng quán nói rằng lỗ mãng chết chưa hết tối suýt nữa kéo cả chúng ta vào kia không xong rồi kim bài kia đâu rồi có người đột nhiên thất thanh nói đông hoàng mục trong lòng cả kinh trên người mồ hôi lạnh tuôn ra như suối vội vàng tìm kiếm khắp nơi chỉ thấy khối kim bài mà tông chủ hoàng tuyển ma tông năm đó đưa cho thủy hoàng đế dĩ nhiên đã không cánh mà bay mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh trong lòng tuyệt vọng kim bài này là tín vật của tông chủ ma tông năm đấy nếu như bị mất kim bài này sau này muốn mời được hoàng tuyển ma tông chỉ sợ là sẽ khó khăn ngàn vạn lần ma tông qua nhiều thế hệ có không biết bao nhiêu người xâm nhập hoàng cung tính toán cướp đi kim bài Tuy nhiên kim bài có cao thủ hoàng tộc canh gác Nên bọn họ thủy chung không có thành công Lần này kim bài mất trong tay chúng ta Đó chính là tử tối Thánh thượng lệnh cho chúng ta cầm kim bài tới Vốn là thất sách Hiện giờ kim bài mất đi rồi Tính bệnh chúng ta sợ khó mà giữ được Đông Hoàng Mục trầm ngâm trong chốc lát Nhỏ giọng mà nói Trừ vị đại nhân không cần kinh hoàng Kim bài mất đi ở tổng đàn Ma Tông Hẳn là do cao thủ Ma Tông gây nên rồi dùng thủ đoạn Thâu Thiên Hoán Địa mà lấy kim bài ngay trước mắt chúng ta. Đường Kim Tần Hoàng là một minh chủ không kém thì hoàng đế chút nào. Thánh thượng đã khiến chúng ta cầm kim bài thế đấy, khẳng định sẽ dự đoán được việc này, hẳn là sẽ không trách tội chúng ta đâu. Chỉ hy vọng là vậy. Mọi người vẫn còn lo lắng không ngừng, hồn bay phách lạc mà nói. chiều cung thiều đầu tiên phong ấn mấy trăm mét vuông, miễn cho người ta nghe thấy, nhỏ giọng nói với Diệp Húc. Trừ Thiên Thập Đạo của lão phu, sau khi ứng tông đạo giải ra, lên nghĩ muốn nghiên cứu ra chư thiên thập đạo mới rồi nó hoàn toàn khắc chế u minh thập đạo ước chừng hao phí mấy năm cuối cùng cũng nghiên cứu thành công lập tức hắn thở dài nói tuy nhiên sau khi thành công ta mới phát hiện ra những năm vừa rồi đều là uổng phí công phu cá lâm vào bên trong từ cục kìa lúc bây giờ diệp húc lại càng thêm tò mò nghi hoặc mà nói tại sao lại là từ cục vậy chiều công thiều thở dài lên tiếng hey, ý tưởng lúc đó của ta là chư thiên thập đạo mới đích xác có thể khắc chế được u minh thập đạo hơn nữa thuật tế luyện càng mạnh hơn cho dù người đồng thời tu luyện u minh thập đạo cũng không thể dùng loại pháp môn tế luyện này tự tế luyện bản thân như vậy không phải là khắc chế u minh thập đạo hay sao diệp phúc đột nhiên nghĩ một chút thất thanh cười nói chư thiên thập đạo mới ngay cả người tu luyện cũng không thể tế luyện bản thân mình người khác làm sao làm thế nào có thể dùng u minh thập đạo để tế luyện hắn đây đưa hắn tế luyện thành vu bảo đây từ cục, đúng là từ cục thật. Triều Công Thiều, ánh mắt bất thiện, nhìn chầm chầm vào mặt hắn. Diệp Húc dùng mình một cái, vội vàng, liền cơm miệng. Triều Công Thiều, mặt mày co có, gật gật đầu nói. Ta khi hoàn thành Tân Chư Thiên Thập Đạo xong, mới nghĩ ra như vậy. Mới không dám đem Tân Chư Thiên Thập Đạo, truyền thu lại cho người khác. Sợ mất mặt kìa. Lão Phu cả đời tung hành trong thiên hạ, không ngờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn này. Nếu bị người khác biết được Một đời anh Minh phải biến thành nước chảy cả rồi Diệp Phúc cẩn thận suy xét một lát Không kìm nổi mà nói Tần Diệp Thiên thập đạo kỳ thực cũng không kém Tuy rằng không hại tới người Nhưng là một pháp môn vô cùng tốt để mà luyện thế Dùng để gian luyện thân thể quả thực là không kém Kiểu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh Chiều công thiều Trừng mắt lướt khám một cái nói Ta sáng tạo ra môn tế luyện này Mục đích chính là để hại người Thân thể rèn luyện cường như vậy để làm cái sắm gì Tân chư thiên thập đạo đã vi phạm vào bản ý của ta Nó chính là một môn tâm pháp rắc rưới Giờ Phúc không biết nói thế nào Cũng không phải tầm mắt của Triều Cung Thiều không đủ Mà ngược lại tầm mắt của lão tiền bối này Thật sự rất cao Không thèm để tâm pháp này Ở trong mắt hơn nữa Khi khai sáng ra chư thiên thập đạo Chư thiên thập đạo này Ý định là bất lương Luôn cân nhắc hại người là như thế nào Thân là vũ sĩ Lấy tu vi làm gốc căn bản Chỉ có tu vi mới là căn cơ của vũ sĩ mà thôi Triều Công Thiều dường như muốn đánh thức hắn nói Người xem ứng tông đạo kìa Lướt mắt một cái lừa làm cho một vũ sĩ tam thần cánh Chết ngay lập tức là dựa vào thân thể hay sao Sai, sai hoàn toàn Là tu vi Ta chỉ cần tu vi cao hơn ngươi Một đạo vô pháp liền có thể oanh chết nguyên thần của ngươi rồi Một ánh mắt có thể diệt được nguyên thần của ngươi Thân thể ngươi tu luyện cường thính Cũng là vô ích mà thôi Đừng nói là chữ thiên thập đạo Cho dù tu luyện kiểu chuyển nguyên công Vạn kiếp vô lượng tâm kinh có biến thái chỉ cần nguyên thần chết rồi Bất cứ kẻ nào cũng có thể tu luyện ngươi Thành vũ bảo hình người được Diệp Phúc trầm ngâm một lát Biết Triều Công Thiều nói đích xác là có đạo lý Hắn cười nói Nếu tu vi của ta cường hơn đối phương Thân thể lại mạnh hơn đối phương Vũ pháp cũng mãnh liệt hơn người khác Nguyên thần vô cùng dũng mãnh Vũ bảo lợi hại vô cùng Thì ai có thể nề hà được ta đấy Triều Công Thiều cười cười mắng Tu vi, thân thể, vũ pháp, nguyên thần, vũ bảo người mọi thứ đều mạnh hơn đối phương nếu người tới cảnh giới như ứng tùng đạo vậy người chính là vua hoàng rồi mấy cái phương diện này chuyên tu một loại cũng phải mất tinh lực cả một đời người muốn kim tu cả năm loại chỉ sợ khó càng thêm khó lão dừng lại một chút rồi nói tuy nhiên nếu người có chí khí như vậy tha tự nhiên là không keo kẹt tần chư thiên thập đạo có thể truyền lại cho người nói không chừng tương lai thánh tông ta lại có một vị vua hoàng lão chỉ điểm nhẹ vào mi tâm của Diệp Húc, lập tức nhẹ nhàng bay đi. Diệp Húc bị một chỉ này của lão điểm trúng, lập tức cảm thấy trong đầu nhiều hơn một phương pháp tế luyện thân thể. Vô số văn tự phủ văn ở trong đầu của hắn bay múa. Sau một lúc lâu, hắn mới lý giải được thông suốt chư thiên thập đạo mới này, trong lòng không khỏi trực trực lấy làm kỳ lạ. Nói đây là một môn phương pháp tế luyện cũng không đúng, phải nói là tâm pháp tu luyện thân thể thì đúng hơn. Chư thiên thập đạo chủ yếu chính là không ngừng đem các loại tài liệu dung nhập vào bên trong thân thể hóa thành kim khí Chứ đựng ở trong các hạt tất nhỏ bên trong cơ thể nó làm cho thân thể rèn luyện theo quy cách rèn luyện vô bảo dung nhập tài liệu càng nhiều chất lượng tài liệu càng tốt thân thể vũ sĩ càng thêm cường tu luyện tới cuối cùng thân thể vua sĩ mỗi một hạt nhỏ nhất cũng đều là một kiện vô bảo triều công thiều sáng tạo ra pháp môn kỳ quái này khẳng định tham khảo không ít luyện thể luyện bảo thuật thông hiểu tất cả đạo lý bên trong tâm pháp đó mới có thể sáng tạo ra chư thiên thập đạo tân chư thiên tập đạo hoàn mỹ không tùy vết không để cho bất cứ kẻ nào có thể tiến luyện thân thể mình được do đó bài trừ khiếm khuyết bị u minh thập đạo khắc chế vạn kiếp vô lượng tâm kinh của ta còn không thể tu luyện tới trình độ bằng với tu vi những lôi kiếp đằng sau phải là kiếp nạn tam thai cánh phải nâng cao trình độ thân thể mới có thể chống cự được cho nên chư thiên thập đạo ta phải tu luyện diệp phúc trở lại quan tinh phong tĩnh tâm lại cân nhắc thật lâu sau mới hiểu rõ được chư thiên thập đạo hắn lập tức lấy ra một kiện vu bảo do dự một chút há mồm hút lấy hắn nuốt cả cái vua bảo này vào trong bụng của mình tu luyện chư thiên tập đạo cần tiến hành theo chất lượng khi bắt đầu có thể cắn nuốt tinh khiết khoáng vật cấp thấp nhưng diệp phúc thân thể đã được rèn luyện mạnh mẽ như tượng cổ dị thú trực tiếp nuốt vua bảo vào trong bụng cái vua bảo này trong khoảnh khắc bị hắn luyện hóa phân giải thành kim khí dung nhập vào trong bản thân ngay cả cặn cũng không còn Hắn liên tục nuốt vô bảo, thậm chí ngay cả bà long kim trượng, cái vô bảo theo hắn lâu ngày cũng bị hắn nuốt vào. Lúc này, hắn mới cảm giác được cường độ thân thể của mình mới gia tăng được một chút ít, không khỏi hoảng sợ. Cái môn công pháp này, có thể học được cấp tốc, chỉ cần có tài liệu hay vô bảo, liền có thể tu luyện được. Thậm chí có thể trong vòng mấy ngày tu luyện tới thập trọng. Tuy nhiên, tu luyện chi thiên thập đạo là vô cùng đốt tiền, cũng không đủ tài lực khủng hậu căn bản không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao thâm được. hè hey, cũng may ta gần đây giết người phóng hóa, cướp đoạt, chiếm được khá khá tài liệu. Hắn là có thể đem chư thiên thập đạo tăng lên tới cảnh giới không thấp a. À. Diệp Phúc trực tiếp lấy ra một tòa núi nhỏ, toàn tài liệu và vô bảo. Hắn liền há mồm hút một cái, đem tòa núi nhỏ này một ngụm nuốt sạch vào bụng. Hắn vừa mới nuốt vào nhiều tài liệu như vậy, chỉ nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn. Cung Ngọc Nương và Hoàng Sán đang đứng cách đó không xa. Cung Ngọc Nương mở to cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt mở lớn, giật mình không nói lên lời. Diệp Húc lau miệng, dường như vị ngon chưa hết, hắn cười nói: "Ngọc Nương, Hoàng Sán, các ngươi có chuyện gì vậy?" Cung Ngọc Nương vẫn ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn còn đang khiếp sợ. Hoàng Sán điềm đạm, ổn trọng hơn rất nhiều. Trong lòng, tuy rằng khiếp sợ, cũng không động thanh sắc, không người mà nói. Đệ tử thấy sư phụ từ tổng đàn trở về, nên muốn tới đây hỏi sư phụ, thánh tông ta có đại sự gì phát sinh vậy? Diệp Phúc cũng không giấu diếm, Đem ý chỉ của Tần Hoàng nói lại một lần Quan tinh phong của ta Cũng chỉ có ba thầy trò mình thôi Cho dù Thánh Tông có phái người đi tới chiến trường Tần Hán cũng không tới phiên chúng ta đâu Các người yên tâm tu luyện Hai người lúc này mới yên tâm Cũng không nóng lòng rời khỏi Tiếp tục đứng tại chỗ Diệp Phúc không để ý tới bọn họ Lại lấy ra một đống tài liệu như tòa núi nhỏ Tu luyện tới chư thiên thập đạo Cung Ngọc Nương nhỏ giọng nói Tiểu sư phụ tu luyện hình như là công pháp chư thiên thập đạo Thì phải môn tế luyện thuật này tuy mạnh nhưng kiếm khuyết rất lớn dễ dàng bị người khác tế luyện thành vu bảo hình người chẳng lẽ tiểu diệp sư phụ không biết chuyện này hay sao sư tỷ sư tôn là nhân vật khôn khéo như vậy làm sao không biết kiếm khuyết của chư thiên thập đạo được hoàng sán thản nhiên nói Tông ngọc nương gật đầu xưng phải trong mắt của nàng diệp phúc quả thực là một lão ma đầu già hoạt không chút kém so với các thế hệ cao thủ thánh tông đời trước hắn khẳng định đã sớm biết khuyết điểm của chư thiên thập đạo rồi hắn nếu biết khiếm khuyết của chư thiên tập đạo vì sao còn tu luyện đây nàng nháy mắt cười nói hoàng sán lắc lắc đầu thành thật ta cũng không biết được hai người đứng ở bên cạnh xem chừng chỉ thấy diệp phúc lại lấy ra một tàu núi nhỏ tài liệu và vu bảo há mồm nuốt hết thảy vào trong bụng chẳng diện cực kỳ làm cho người ta sợ hãi cung ngọc nương nhìn một lát trong lòng càng thêm kinh hãi diệp phúc trong thời gian ngắn đã lấy ra vô số tài liệu và vu bảo hình như trong ngọc lâu của hắn có chứa vô cùng vô tận bảo vật vậy Trời ạ, tiểu diệp sư phụ tới cùng phải giết bao nhiêu người mới có thể cướp được nhiều tài liệu như vậy đây. Nàng không kìm được nói. Nếu những tài liệu này mà cho ta, ước chừng cũng đủ cho lão nương luyện mấy chục kiện vô bảo cấp chân giáo, Trang bị tới tận răng rồi. Tiểu diệp sư phụ quả thực là giàu, nứt đố đổ vách mà. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả hoàng sán cũng nhìn xem mà kinh tâm động phách. Chỉ thấy Diệp Phúc không ngừng lấy ra tài liệu từ trong ngọc lâu Qua hồi lâu rút cục cũng ngừng lại hey, Trọng thứ bảy rồi Diệp Húc nhìn hai tay mình có chút vừa lòng, hắn đã đem hết thảy tài liệu cùng với vũ bảo được cất chứa vào trong bụng, lấy chư thiên thập đạo tế luyện lấy mẫu kim khí dung nhập vào trong bản thân. Ước chừng hắn đã đưa chư thiên thập đạo tăng lên tới cảnh giới thất trọng, thân thể cường độ nâng cao mấy lần. Cho dù là tiêu đại ca thượng cổ dị chúng cũng không chắc là đối thủ của ta. Hiện giờ thực lực của ta có thể giết cường giả nguyên đan kỳ không nói chơi rồi. Tuy nhiên muốn tu luyện tới chư thiên thập đạo tới thập trọng còn cần không biết bao nhiêu tài liệu mới có thể luyện thành được. Diệp Phúc đưa ra một lũ ý niệm tiến vào trong ngọc lâu, quét qua một phen, chỉ thấy chính mình còn thừa lại vài món vu bảo, phân biệt là thiên cơ tán, thiên cổ bảo tràng, thiên phong bảo phiến, viêm dương hồ lô, âm dương nhị khí, đại diễn thần trung, kim kiều, chư thiên trận đồ và tinh phiên. Còn có một lũ kim tinh khí, quy linh phục ma đại trận đã bị âm dương nhị khí bên trong chỗ quang đại trận phá hủy hoàn toàn. Về phần thiết huyết chính kỳ, hắn đã cho hùng bi rồi trong những bảo vật này thiên cơ tán thì không thể bị mất được âm dương nhị khí chu thiên thận đồ tinh phiên và kim kiều cùng kim tinh khí đều phải lưu lại còn về phần những bảo vật khác thậm chí đại diễn thần trung cũng có thể vứt bỏ được cường độ thân thể của hắn sớm vượt qua đại diễn thần trung cầu thần trung này trừ phi tiến luyện tới trình độ rất cao mới có thể siêu việt hơn được thân thể hắn tuy nhiên đem đại diễn thần trung tiến luyện tới trình độ rất cao cần bảo vật cũng làm cho người ta phải giận sôi đối với Diệp Phúc mà nói mất nhiều hơn được. Hắn hơi trầm ngâm, nhìn thấy cung Ngọc Nương và Hoàng Sán như trước chưa từng rời khỏi, lúc này mới nói với Hoàng Sán. Lâu thuyền của ngươi đã bị tàn phá, không thể sử dụng được, vì xưa có một vua báo có thể truyền lại cho ngươi. Diệp Húc lập tức lấy đại diễn thần trung ra, thu hồi công đức khao phí khi mình tế luyện rồi giao cho hắn. Hoàng Sán trong lòng cả kinh, đại diễn thần trung nguyên năng hắn trong lòng rõ ràng. Lúc trước khi đổi giết Diệp Húc, Diệp Phúc dựa vào khẩu thần trung này ngăn cả một đòn nặng nề của lâu Thuyền. Lúc ở trong chủ quang đại trận lại sử dụng thần trung đánh chết không ít cao thủ. Lúc đó tu vi của Diệp Phúc vẫn còn thấp, không phát huy ra hết thực lực của thần trung được. Khẩu thần trung này nếu ở trong tay Hoàng Sán, uy năng có thể phát huy toàn bộ, thậm chí so với uy năng của lâu Thuyền, hắn mạnh hơn mấy lần. Sự tôn, khẩu trung này thật sự rất quý trọng. Diệp Phúc cười nói: Hiện giờ ta đã có được kim kiều rồi, không cần vu bảo này nữa, Hoàng sáng không dám chối từ nhận lấy đại diễn thần trung cung ngọc nương ánh mắt mong đợi nhìn về phía diệp phúc diệp phúc làm như không thấy cung ngọc nương tiếp tục rõ đôi mắt trông mong nhìn hắn diệp phúc kiên trì mấy lần không nhìn thấy sau một lúc lâu rốt cuộc cũng bại trận đành phải cấp cho nàng thiên phong bảo phiến và thiên cổ bảo chàng cùng với mấy trăm đầu kim tằm đang tiến hóa thành sáu cánh ngọc nương thiên phong bảo phiến nuôi lực không lớn nhưng có không gian tiến cao thêm một bước thiên cổ bảo chàng không có hoàn toàn hoàn thành đám kim tàm sáu cánh này phải qua mấy năm nữa mới tiến hóa hoàn toàn được tới lúc đấy thu vào trong thiên cổ bảo tràng uy năng của bảo tràng sẽ tăng vọt thậm chí ngay cả cao thủ nguyên đăng kỳ cũng dễ dàng mà bị xử lý hơn nữa tới khỏi cái vũ bảo này người không cần hao phí bất luận tu vi nào cả diệp phúc thu hồi công đức trên kim tàm và bảo tràng công đức kim luân sau đầu đột nhiên hiện ra mạnh mẽ tăng vọt một đạo kim luân màu đen đột nhiên trong nhân bảo kim luân phân liệt đi ra hai đạo vầng sáng màu đen di động sau đầu hắn hơi hơi lay động hắn thu đi công đức ác quả hao phí để tế luyện đại diễn thần trung và thiên cổ bảo tràng làm cho công đức kim luân luyện bảo diệu quyết đã lâu chưa từng đột phá thành tựu địa bảo kim luân thiên cổ bảo tràng và thiên phong bảo phiến ở cùng một chỗ cũng không chắc so sánh được với đại diễn thần trung tuy nhiên cung ngọc nương lại cực kỳ vui mừng thiên phong bảo phiến nàng không để trong lòng nhưng thiên cổ bảo tràng thì cũng là một kiện bảo vật vô bảo này khi tế khởi không cần hao phí chân nguyên tương đương với việc nàng nhiều hơn một thành nguyên đan giúp đỡ vu sĩ trong chiến đấu hao phí chân nguyên kịch liệt tuy nhiên có chút ít vu sĩ luyện chế đan dược có thể bổ sung tu vi nhưng ở trong chiến đấu ai cho ngươi có cơ hội ăn dược luyện hóa đây diệp Húc bảo hai người đi ra ngoài phất tay thu lại đại chu thiên tinh đấu trận đồ rồi khoác ở trên người trở về tinh chủ đại điện hắn lập tức tế khởi ngọc lâu của mình tọa lạc bên trong tinh chủ đại điện Ngọc lâu của hắn hiện giờ chính là 4 tầng, tịch nhiên đâu xuất bạch ngọc lâu, cao ước chừng 17 m. Sau khi tế khởi có vẻ có chút khí thế. Tuy nhiên 4 tầng, tịch nhiên đâu xuất bạch ngọc lâu vẫn là xa xa kém ngọc lâu 8 9 tầng. Diệp Phúc từng thấy mộ dung thủy buông xuống ngọc lâu 8 tầng, sau khi tế khởi cao tới 3 40 m, đồ sộ vô cùng. Ngọc lâu của ta cần đại lượng linh khí mới có thể tiến hóa được. Hiện tại ta cần tu luyện tới tam đan cánh, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời. Diệp Phúc nghĩ tới đây, mới đi vào trong Ngọc Lâu, chỉ thấy không gian tầng thứ nhất của Ngọc Lâu dĩ nhiên rộng lớn ngàn dặm, vô số linh điền, hùng bi này xuất lĩnh đông đảo dân chúng Đông Lai thành, khai khẩn linh điền nuôi trồng linh dược. Đầu hùng bi này được dưỡng béo tốt, cường tráng, giơ tay nhấc chân rất có uy nghiêm. Nghiêm nhiên bộ dạng hùng đại lão gia, thét to chỉ huy người khác làm việc. Trong vận cổ ma vực, Diệp Phúc từng thu một tòa núi lớn, chấn áp một điều linh mạch bậc 3 màu xích hồng. Hiện giờ tòa núi lớn này bị hắc hùng chiếm cứ, tự xưng là đại vương kiến tạo một tòa cung điện hắc hùng khi nhàn rỗi lên ở trong cung điện luyện đan can xảy dao và hai đầu kim mãng thường thường đi tới cung điện tống tiền trộm đan dược do hắc hùng luyện chế đầu hắc hùng này luyện đan thật rất giỏi rất có giá trị hôm nào đi tới thạch đại cổ viện tìm vài phương thuốc thượng thừa cho hắn luyện chế linh dược diệp phúc thầm nghĩ cũng trong lúc này trong ngọc khoa giao trì can giải dao và hai đầu kim mãng đang nghịch nước gây sóng gió trong giao trì. Hai đầu kim mãng cũng là giao long, kim giao hậu đại hiện giờ đã sinh ra bóng vuốt đang từng bước tiến thành kim giao. Hai đầu kim mãng này huyết thống còn muốn tốt hơn can xảy giao nhiều. Hiện giờ tu vi cũng tới hạng nguyệt kỳ. Diệp Húc đi vào tầng thứ hai ngọc lâu chỉ thấy nơi này vẫn trống trơn, không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có một vách đá cao chọc trời và tòa công đức liên hoa trì. Hắn đang định phá vỡ ngọc lâu tầng thứ hai tới tầng thứ ba, đột nhiên trong ý thức vô ý nhìn thoáng qua công đức liên hoa trì không ngờ không biết từ khi nào sinh trưởng ra một đóa hoa sen ba phiến lá sen sinh trưởng phía dưới nâng một đóa hoa sen đóa hoa sen này màu hồng không biết sinh trưởng trong ao từ lúc nào lặng yên ở rộ hồng hào diễm lệ có cảm ứng như có như không với công đức kim luân của hắn giây Phúc tâm niệm hơi động chỉ thấy hồng liên cả liên diệp nảy lên ong một tiếng rơi vào trong nhân bảo kim luân bổ khuyết chỗ trống bên trong nhân bảo kim luân giống như cắm rễ bên trong đó vậy vô số xúc tu của hồng liên vũ động kẹp vào bên trong nhân bảo kim luân, lôi kéo nhân bảo kim luân và địa bảo kim luân thành hình chứng. Nhân bảo kim luân được đóa hồng liên này nhập vào, lập tức xuất hiện biến hóa phát triển mới. Một đóa hỏa diễm màu hồng chậm rãi lưu chuyển bên trong kim luân. Kim luân chuyển động, ngọn lửa lưu chuyển, duy chỉ có liên diệp của hồng liên là bất động. Cảnh tượng này cực kỳ đẹp, lại cực kỳ yêu dị, mang theo tà khí dày đặc. Đóa hồng liên này có tác dụng gì đây? Diệp Húc nghi hoặc khó hiểu, chỉ cảm thấy ác quả công đức của bản thân cũng không biến hóa. Tuy nhiên Hồng Liên nhập vào công đức Kim Luân khiến cho tâm tư của hắn thông minh, dường như một giếng nước vậy, cho dù bên ngoài cuồng phong gào thét thế nào, giếng nước vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước. Hắn lúc này không để ý tới nữa, phi thân dựng lên, tớ lá chắn tầng thứ ba ngọc lâu. Hồng Liên chú nhập vào công đức Kim Luân, hẳn là cũng không xấu, còn về phần tác dụng gì có thể chậm rãi tìm hiểu. Hiện giờ đối với hắn mà nói, mở ra tầng thứ ba đạt được truyền thừa tâm pháp tam đan cảnh mới là trọng yếu không gian tầng thứ hai ngọc lâu của ta nếu không khai phá tự nhiên là lãng phí lần sau khi đi ra ngoài thu mấy chục tòa linh sơn lại thu thêm người khai thác phát triển tầng thứ hai cho đỡ lãng phí đại chu thiên tinh đấu mở song trưởng của diệp phúc rung lên trên người tinh bào lập tức bay lên hóa thành đại chu thiên tinh đấu trận đồ lạc ấn ở trên không gian tầng thứ hai trận đồ dần dần biến mất chỉ để lại chu thiên tinh đấu mặt trời mọc mặt trời lặn trăng tròn trăng khuyết chu thiên lưu chuyển Diệp Húc thả người dựng lên, xuyên thật mạnh qua trở ngại, hướng tới tầng thứ ba mà tới. Bên tai của hắn lại truyền tới một thanh âm tăng thương không ngừng phát ra. Tỉnh lại, tỉnh lại. Những lời vô nghĩa này liên tục liên tục phát lên. Hắn mắt đít tay ngơ, rút cuộc phá vỡ lá chắn tiến vào tầng thứ ba ngọc lâu. Lúc trước khi hắn mở ra công gian tầng thứ hai ngọc lâu, thanh âm này không ngừng thì thầm bên tai của hắn. Thanh âm giả nua, thấy hắn mắt đít tay ngơ liền thở dài một tiếng lập tức biến mất. Tới tầng thứ ba rồi, Diệp Phúc không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy không gian tầng thứ ba Ngọc Lâu vô cùng hoang vắng. Ngoại trừ Ngọc Thụ kia, chính là một mảnh đất khô cằn. Phía trên mảnh đất khô cằn này, nơi nơi đều là lửa lớn, tràn ngập khắp nơi, thế lửa ngập trời, không có bất luận đồ vật gì cả. Loại đại hỏa này chính là Thái Dương chân hỏa, nhiệt độ cực cao. Ngọc Thụ đắm chìm trong Thái Dương chân hỏa, nhưng nó không những không bị đốt thành cho tàn, ngược lại lại càng khỏe mạnh, tươi tốt hơn có trách tâm pháp tầng thứ hai ngọc lâu là gì là thiên đế nguyên thần chân giải nếu không có tu luyện môn tâm pháp này chỉ sợ ta mới vừa bước vào mở tầng thứ ba sẽ bị đốt thành cho tàn diệp phúc trong lòng thất kinh thái dương chân hỏa nhiệt độ cao tới đáng sợ lại thiêu đốt cháy nguyên thần thân thể người khác cho dù là cường giả nguyên đan chỉ sợ ở trong chân hỏa này cũng không kiên trì được bao lâu sẽ bị hồn bay phách lạc hóa thành cho bụi tuy nhiên hắn tu luyện di la thiên yêu đế nguyên thần chân giải miễn dịch với thái dương chân hỏa hắn đi thẳng vào trong biển lửa hướng tới ngọc thụ mà bay tới chỉ thấy ngọc thụ cành lá xôn xê một đóa hoa lớn lặng yên nở rộ ở trên lá cây đóa hoa này ước chừng lớn nhỏ ba thước đóa hoa trồng chất tuy nhiên cũng không phải màu hồng mà là màu tím diệp phúc bay tới phụ cận đại hoa phát hiện ra trung tâm của đóa hoa không ngờ có một tòa cung điện nhỏ trên cung điện không ngờ có một tấm biển mặt trên chữ rất nhỏ hắn vận dụng thiên lực nhìn lại trong lòng không khỏi mấy động di thiên ngọc hư cung ư? chẳng lẽ là cung điện mà di la thiên yêu đế ở sao di la thiên ngọc hư cung làm cho người ta có cảm giác như không như có như thế là ảo giác chạm tay vào là có thể biến mất vậy diệp phúc lấy tay chộp tới di thiên ngọc hư cung chỉ thấy bàn tay mình càng ngày càng nhỏ trong lòng khẽ động lúc này đứng dậy hướng tới đó hoa mà bay tới trước mắt của hắn tòa Dila thiên ngọc hư cung này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tòa quái vật thật lớn đứng ở trước mặt của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy đóa hoa màu nâu non kia giống như một tòa núi lớn, về quanh Di Thiên Ngọc Hư Cung biến thành một tòa thâm cốc. Lá cây ngọc thụ cũng biến thành màu xanh che trời lớn đến vô cùng. Hắn đi tới sâu bên trong Di Thiên Ngọc Hư Cung, cung điện trống trơn, chỉ có một cây đồng trụ, đi tới sâu bên trong chỉ thấy một tòa bảo tọa hiện ra ở trước mắt. Diệp Phúc hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Cung điện bên trong chẳng có gì cả. Lúc này đi tới bảo tọa, chậm rãi ngồi lên phía trên bảo tọa. Lúc hắn ngồi xuống, trong lòng dường như có xúc động, dường như chính mình biến thành yêu đế cao cao tại thượng, tay cầm quyền cao, có được pháp hạo, pháp lực hạo hãn vô biên, nắm ở trong tay sinh tử của hàng tỷ vạn chúng sinh thiên hạ. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, giá tâm đột nhiên bành trướng, dục vọng bị bảo tọa phóng đại vô số lần. Dường như chính mình thật sự biến thành yêu đế thiên hạ chúng sinh chính ma yêu ba đạo đều trong lòng bàn tay của mình muốn giết ai thì giết trên trời dưới đất không có người là đối thủ đột nhiên công đức kim luân sau đầu của hắn hồng liên hơi hơi lay động diệp húc trong mắt màu đỏ thẫm dần dần lùi bước thậm chí khôi phục lại thanh minh không khỏi một thân mồ hôi lạnh dì là thì điều đế bảo tọa xem ra không phải dễ dàng mà ngồi lên như vậy được rất dễ bị dục vọng khống chế tòa dì La cung và bảo tọa yêu đế này đều là áo giác cá thiếu chút nữa mê hoặc bản tâm của ta rồi hắn đang muốn đứng dậy đột nhiên trước mắt chậm rãi dâng lên một quả nguyên đan lặng lặng lơ lửng trước bảo tọa nguyên đan màu tím dường như có dẫn lực vô cùng truyền tới chỉ thấy tòa cung điện này đột nhiên sụp đổ gạch đồng trụ rồi mái ngói tất cả đều bị nguyên đan này cắn nuốt thậm chí ngay cả bảo tọa ở dưới chân diệp húc cũng bị nguyên đan hấp thu tử hoa phân giải cũng dung nhập tới bên trong của nguyên đan này nguyên đan màu tím lơ lửng trước mặt Diệp Húc, mặt ngoài bóng loáng, chiếu xạ dáng người hắn, chỉ thấy phía trên tử đan, Diệp Húc nắm tay, thân khoác đế bào, dường như trở thành thiên đế. Trong đám mây mù mờ ảo này, hàng tỷ vạn chúng sinh đang hướng tới mình mà cúng bái. Đây cũng là ảo giác, đây cũng là ảo giác. Diệp Húc khựng lại một tiếng, giơ tay hướng nguyên đan màu tím chụp tới. Nguyên đan này đột nhiên phân giải, hóa thành văn tự cuồn cuộn như nước lũ, dũng mãnh tiến vào trong đại não của hắn, biến thành một môn tâm pháp Ồ, oh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyến Chẳng lẽ có liên quan tới Nguyên Thủy Ma Tông sao? Diệp Húc không khỏi im lặng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển Và Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển giống nhau Rõ ràng cũng là một môn cấm pháp Không trọn vẹn Cấm pháp này cũng không được đầy đủ Chia làm 3 cuốn Thứ nhất là một môn tâm pháp Tên là Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh Chủ yếu giảng thuật như thế nào Luyện hóa chân nguyên rồi cô động một quả Hỗn Nguyên Nguyên Đan Tuy nhiên khác với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển Môn cấm pháp này không hề dùng chu thiên tinh lực mà dùng linh khí tăng cường tu vi, đúng là rất rất cần thiết, cần nhiều rất nhiều linh khí. Dùng linh khí tăng cường tu vi sao? Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra cười nói, cũng may linh mạch của ta đủ nhiều, nếu như tu luyện đại chu thiên nguyên hóa chân kinh, còn cần hối hàng ngực xuôi tìm kiếm tinh thần nguyên tử tinh thạch, thế nhưng Di La hỗn nguyên chân kinh này lại chỉ dùng linh khí để tu luyện, đỡ phải trải loạn chung quanh, có thể an tâm mà tu luyện, Zila Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển cuốn thứ hai vẫn là Dila Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải. Tuy nhiên, so với Giờ Phúc tu luyện Thiên kia, nội dung còn phong phú hơn mấy chục lần. Nó kể lại tỉ mỉ làm như thế nào dùng Thái Dương Chân Hỏa rèn luyện nguyên thần, khiến nguyên thần trở nên càng hùng mạnh hơn. Về phần cuốn thứ ba là phương pháp luyện chế một kiện vô bảo. Vô bảo này tên là dila Thiên Địa Pháp, thân tháp trải rộng vô số chu thiên tinh thần, tài liệu cần nhiều, xa xa phía trên chu thiên tinh phiên và đại diễn thần trung, quả thực có thể nói là một con số thiên văn Dù là thiên địa pháp Thân pháp trải rộng chu thiên tinh đấu Có thể dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ để luyện chế Xem ra ta còn cần chạy quanh tìm kiếm tinh thần nguyên tử tinh thạch rồi Diệp Phúc thở dài rời khỏi không gian ngọc lâu thầm nghĩ Những tài liệu khác cũng không nói làm gì Nhưng cái tức những này Tới cùng là tài liệu cấp bậc gì ta còn chưa từng nghe nói qua Sau khi rời khỏi không gian ngọc lâu Diệp Phúc lập tức lấy ra một điều linh mạch thu hồi ngọc lâu nếm thử tu luyện duy la thiên hỗn nguyên chân kinh hắn từ trước tới nay đều dẫn dắt chu thiên tinh lực đem chu thiên tinh lực hóa thành nguyên khí hoặc chân nguyên lần này vẫn là lần đầu tiên hấp thu linh khí tu luyện linh mạch này lập tức tản mắt ra linh khí nồng đậm tràn ngập tinh chủ đại điện hắn hít một dài một hơi đem những linh khí này hút vào trong bụng duy la thiên hỗn nguyên chân kinh vận chuyển linh khí tự nhiên chuyển hóa thành chân nguyên dung nhập vào trường hà chân nguyên của hắn vù Diệp Phúc phun ra một ngụm chọc khí, lập tức một cỗ không khí đục phun ra. Khí đục này chính là chọc khí của linh thạch bậc 1, không thể bị Di La Thiên Hỗn Nguyên chân kinh phân giải, chuyển hóa thành chân nguyên. Ta vừa mới phun ra nuốt vào một lần, liền hao phí đi một phần trăm linh khí trong linh mạch rồi. Trong đó có 7, tám phần là chọc khí, không thể bị Di La Hỗn Nguyên chân kinh hấp thu được. Xem ra chất lượng của linh thạch bậc 1 là rất thấp, cũng không dùng làm gì cả, còn không cần phải lãng phí nhiều nữa. Kỳ thực Tám phần chọc khí này đều không phải là khí bẩn như thực tế. Nó cũng là một loại linh khí, tuy nhiên chất lượng rất thấp, những vô sĩ khác cũng có thể dùng nó để tu luyện. Nhưng đối với Zila La Hỗn Nguyên Chân Kinh mà nói, bảy tám phần linh khí này chính là chọc khí, không thể hấp thu. Môn tâm pháp này đúng là rất hà khắc, về vấn đề chất lượng linh khí yêu cầu rất là biến thái. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra một điều linh mạch. Linh mạch này chính là linh mạch bậc 2 mà Diệp Phúc thu được ở trong vô hồn giới của Thái thượng trưởng lão Vệ Đạt. Linh mạch bậc 2 chất lượng và hàm lượng linh khí vượt xa linh mạch bậc 1, tuy nhiên, hắn từ hấp thu linh khí, phát hiện ra bên trong linh mạch bậc 2 vẫn có 4 năm phần linh khí không thể hấp thu, bị Di La Thiên Hỗn Nguyên chân kinh coi như là chọc khí. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một chuyện làm người ta phải đau đầu, đó chính là hắn vận chuyển Di La Thiên Hỗn Nguyên chân kinh, chín đạo chân nguyên trường hà của hắn cũng không ngừng rút lấy, trong đó có gần năm thành chân nguyên bị xoáy mòn, bị coi như chọc khí đẩy ra ngoài. Cái này tương đương với việc tu vi của Diệp Húc bị áp súc lại năm thành. Tuy rằng chân nguyên sau khi được Di La Thiên Hỗn Nguyên chân kinh cô đọng lại, tinh thuần vô cùng, cứng cỏi hơn xa với trước kia, nhưng mà chân nguyên bị co rút lại một nửa, thực lực của hắn cũng sẽ chợt giảm xuống. Nhiều nhất chỉ còn 7, 8 phần thực lực. Chín đạo chân nguyên Trường Hà cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ nói chất lượng của Di La Thiên Hỗn Nguyên chân kinh so với đại chu thiên tinh đấu cấm điển còn muốn tốt hơn nhiều lần hay sao bằng không tại sao lại đem chân nguyên của đại chu thiên nguyên hóa chân kinh trở thành chọc khí mà chỉ để lại có một nửa vậy diệp húc mặt mày nhăn nhó đại chu thiên tinh đấu cấm điển tốc độ tu luyện cực nhanh thậm chí so với di la thiên hỗn nguyên chân kinh tốc độ tu luyện còn nhanh hơn không ít tuy nhiên với hắn mà nói đã không thể sử dụng được nữa rồi đây là bởi vì đại chu thiên tinh đấu cấm điển luyện hóa ra chân nguyên chất lượng không cao nó phải trực tiếp rút đi một nửa mới có thể so sánh được với chân nguyên của Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Ngay cả linh mạch bậc 2 cũng không thể dùng được, chẳng lẽ chỉ có linh mạch bậc 3 mới thích hợp tu luyện Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh chứ sao? Trong Ngọc Lâu của hắn còn chấn áp một điều linh mạch bậc 3, đây là thu hoạch ngoài ý muốn ở vạn cổ ma vực. Hắn tính thu cả tòa núi lớn này và trong Ngọc Lâu lấy cửu đỉnh vạn pháp yếu quyết chấn áp. Giờ phúc ký niệm tới không gian tầng thứ nhất Ngọc Lâu bàn tay to hướng tới tòa núi kia chụp tới dễ dàng lấy linh mạch màu đỏ sẫm bên trong đó ra nguyên hắn không thể dễ dàng hàng phục được linh mạch này tuy nhiên thực lực hiện giờ của hắn tiến nhanh tu vi thăng tiến hàng phục đều linh mạch bậc 3 này khá là dễ dàng chất lượng của linh mạch bậc 3 so với linh mạch bậc 2 cao hơn rất nhiều một điều linh mạch bậc 3 đủ cho một vũ sĩ tu luyện tới tam thai cảnh luyện ra nguyên thai nó ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ nếu đặt nó ở trong núi săn sóc cẩn cần linh mạch tự thân cũng không ngừng trưởng thành ứng phó với nguyên đan cao thủ vẫn có thể tiêu xài dư giả quan tinh phong có nhiều linh mạch lấy linh mạch bậc 2, bậc 3 là đa số hoàng sán cung ngọc nương và mấy lại yêu quái trong núi bọn họ kiến tạo động phủ chính là có linh mạch bậc 3. trong núi cũng có linh mạch bậc 4, thậm chí là linh mạch bậc 5. tuy nhiên chỉ có sau khi nắm được tinh chủ đại điện ở trong tay mới có thể cởi bỏ được phong ấn của các thế hệ thái thượng trưởng lão mà hấp thu linh khí ở bên trong Diệp Húc lấy linh mạch bậc 3 này nếm thử một tia linh khí bên trong, chỉ thấy đại bộ phận linh khí này đều bị Di Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh hấp thu, tuy nhiên vẫn còn gần một thành linh khí không thể hấp thu được, bị coi là chọc khí mà đẩy ra ngoài. Xem ra, tâm pháp càng cao thâm, đúng là yêu cầu với linh khí lại càng thêm hà khắc. Linh mạch bậc 1, bậc 2 bình thường ta hấp thu chính là lãng phí, chỉ có linh mạch bậc 3 mới miễn cưỡng sử dụng được. Diệp Húc thở dài, linh mạch bậc 3 cho dù ở bên trong quan Thanh phong số lượng cũng có hạn Mà tốc độ cắn nuốt linh khí của hắn cực kỳ nhanh Hắn lại luyện ra chín đạo chân nguyên trường hà Cần linh khí hơn người khác không biết là bao nhiêu lần Linh mạch bậc 3 Tốc độ trưởng thành căn bản Không thể theo kịp tốc độ phun ra nút vào của hắn Chỉ sợ một linh mạch bậc 3 Cũng không bao lâu thì đã bị hắn hút khô rồi Thậm chí ngay cả linh mạch bậc 4, bậc 5 Chỉ sợ cũng không theo kịp tốc độ phun ra nút vào của hắn Nếu như cứ hấp thu như vậy Khẳng định cũng sẽ bị hắn hút khô mà chuyện này đương nhiên Hoàng Tuyến Ma Tông không cho phép xảy ra. Diệp Húc nhấp nháy mắt lên thời dài nói, Tù hey, tu luyện công pháp rất tốt, xem ra cũng là chuyện làm cho người ta phải đau đầu. không biết tu luyện gì là thiên hỗn nguyên chân kinh có thể dùng đan dược tăng lên tu vi hay không đấy." Trong Ngọc Lâu của hắn còn có không ít linh đan lấy từ chỗ quang đại trận, ví dụ như kiểu dương linh đan, nam sơn ích thọ đan, phần lớn cùng cấp bậc với sinh sinh tạo hoa đan, cũng có thể cung cấp đại lượng dược lực linh lực của vũ tu vi cho vũ sĩ diệp húc lúc này lấy ra một quả kiểu dương linh đan ăn vào thúc dục luyện hóa dược lực cẩn thận nhận thức một phen sau đó phun ra một ngụm chọc khí trong lòng không khỏi vui vẻ dì là thiên hỗn nguyên chân kinh hấp thu gần bảy thành dược lực của linh đan ba thành còn lại coi là khí thái bài xuất ra ngoài xem ra dùng linh đan tu luyện đích xác là không tồi hùng bi cái tên này giỏi về bồi dưỡng dược tài lại chế được dược đan xem ra giá trị đầu hắc hùng này không hoàn toàn ở trên khai thác mới được khiến cho hắn luyện chế linh đan nhiều hơn nữa, cung cấp cho ta tiêu xài, nâng cao tu vi của ta. Hắn bất chấp tu luyện, đi thẳng tới thạch tại cổ viện, dùng mấy cái linh mạch bậc 1 để mua vài phương thuốc, hết thảy đều cấp cho Hồng Bi, để cho Hồng Bi luyện chế ra đan dược cho mình. Hắn sở dĩ mua đan phương đều là đan phương tam đan cảnh như là sinh sinh tạo hoa đan, cửu dương linh đan, thích hợp cho vô sĩ tu luyện tê tam đan cảnh. Diệp Húc lại đem thiên yêu đồ thánh quyết cuốn thứ ba truyền thụ cho đầu hắc hùng này, ân cần dạy bảo nói. Bá Thiên, cố gắng tu luyện đi, luyện chế nhiều linh đan, lão gia ta sẽ không bạc đãi với ngươi đâu. Hùng Bi cảm động đến rơi nước mắt, nhìn theo hắn rời khỏi Ngọc Lâu mà thầm nghĩ, Diệp lão gia ngày càng coi trọng ta, không chỉ truyền thụ thiên yêu đổ thánh quyết cho ta, còn truyền cả đan phương nhiều như vậy, hơn nữa còn còn có hơn 10 vạn người nghe theo điều khiển của ta, quả thực giống như một hoàng đế vậy, khoái hoạt như thần tiên, mấu chốt nhất là luyện chế đan dược, còn có thể tham ô được. Ai... Diệp Húc đuổi đầu hắc cùng này đi lập tức sai người tới quan tinh phong lấy linh dược mỗi một loại thu thập hai quả đưa vào bên trong ngọc lâu giao cho con dân đông lai thành mà nuôi trồng có hùng bi và con dân đông lai quốc ở trong đó ta tương đương mang theo một kho dược lớn có thể không ngừng lấy linh đan rượu dược bên trong cho ta ra tu luyện cho dù không có linh mạch bậc ba hẳn là cũng có thể duy trì được một đoạn thời gian ngắn diệp phúc xử lý xong rút cuộc cũng tính tâm lại lấy ra linh mạch bậc ba kia an tâm tu luyện về phần đem đạo linh mạch này nhốt bên trong địa mạch dùng địa khí ôn dưỡng khiến cho linh mạch trưởng thành chuyện này hắn chưa bao giờ suy xét qua hắn phun ra nút vào linh khí quá mức là khổng lồ tốc độ trưởng thành của linh mạch đối với hắn mà nói như mũi bỏ bể hơn 10 ngày qua đi linh mạch bậc ba này đã bị co rút lại 1% mà chín đạo chân nguyên của diệp phúc cũng dần dần tăng trưởng ra nó chìm nổi bên trong 9 khẩu đại đỉnh có vẻ càng thêm nghiêm trọng hơn trước 9 khẩu đại đỉnh này hơn nữa có thêm chân nguyên trường hà chỉ cần sức nặng tương đương với chín tòa núi lớn trực tiếp áp chế nên có thể làm cho cao thủ đan đỉnh kỳ bình thường bị chấn áp nếu là bùng nổ uy năng một khẩu đại đỉnh liền có thể chấn chết một cường giả ảo đan kỳ kiểu đỉnh đều xuất hiện vạn pháp đều hiện chấn chết nguyên đan kỳ cao thủ cũng không nói chơi một điều linh mạch bậc ba chỉ có thể hấp thu chín thành linh khí chỉ sợ linh mạch này chỉ có thể khiến cho ta tu luyện tới ảo đan kỳ là không thể tiếp tục được nữa rồi xem ra còn cần phải đi chung quanh cướp đoạt linh mạch cùng với tài liệu thôi Diệp Phúc trong ngọc lâu không còn chút tài liệu nào, chỉ còn vài món vu bảo. Những gì hắn cất chứa ngày xưa đã dùng để rèn luyện kiều đình và tu luyện chư thiên thập đạo. Lúc này toàn thân không có gì, hận không thể dùng vu pháp viết lên chán mình một chữ nghèo thật lớn. Diệp sư thúc có ở đây không? Bên ngoài truyền tới tiếng của Ngọc Xanh Quận Chúa. Diệp Phúc đi ra tinh chủ đại điện chỉ thấy Ngọc Xanh Quận Chúa, Vũ Văn Hạo, Lý Tu Anh đang đứng trước điện vội vàng cười nói. Ồ oh, Quận Chúa, các người có gì phải làm hay sao? Lý Tu Anh sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt nhìn về nơi khác. Ngọc Xanh quận chúa biết nàng có kiều án với Ngọc Nương, mà Diệp Húc thu Ngọc Nương làm đồ đệ, khiến cho trong lòng của cô ấy này có khúc mắc, vội vàng lên cười nói: Chúng ta tới đây là muốn hỏi sư thúc, quan tinh phong các người có thể tuyển định nhân sự tham gia vào chiến tranh tần hán hay không? Diệp Húc nao nao, mấy ngày nay hắn bận nhiều việc, rồi lại phải tu luyện gần như quên mất chuyện này, lúc này mới cười nói: Quan tinh phong của ta chỉ có hai đệ tử, thêm ta thì cũng là có ba người mà thôi, nếu ở chiến trường thần hán mà có gì sơ xuất Thì đó là diệt môn à Vũ Văn Hạo cười nói Mỗi một linh sơn đều phải phái người tham dự Đây là tông chủ quy định ra quy củ này Quan tinh phong cũng không ngoại lệ đâu Hiện các đại linh sơn của thánh tông ta đều phái đệ tử đi ra Đại đa số mọi người đều đã xuất phát rồi Chỉ còn lại quan tinh phong là không hề có động tính gì Diệp sư thúc Nếu không phái người đi Chỉ sợ tông đàn sẽ phái người tới đấy Diệp Phúc suy nghĩ một chút Hắn gần đây đang nghèo rất mồng tơi cũng muốn đi ra ngoài cướp đoạt tài liệu và linh mạch hắn cười nói, hey xem giá đành phải để phong chủ ta tự mình xuất mã rồi tiểu diệp sư phụ thêm ta nữa cung ngọc nương bị kích động bay tới thoáng nhìn thấy lý tu anh không khỏi ngẩn ra hai nữ nhân này trong mắt tinh quang chật lóe đang đằng sát khí lý tu anh hừ lạnh một tiếng tới khởi ngọc lâu của mình ánh mắt không tốt lý sư tỷ đừng giận hiện giờ muội muội tu thành nguyên đan rồi ngươi không phải đối thủ của ta đâu Cung Ngọc Nương cười khen khách nói Diệp Phúc cũng khuyên nhủ Ngọc Nương đã cải tà quy chính Cung Ngọc Nương hai tay chống lạnh Mắt hạnh đảo dựng Lý Sư Tí không tiên ngươi có thể ra tay Không quá ba chiêu tiểu mỗi có thể đem ngươi thái bổ nha Diệp Phúc trừng mắt nhìn nằm một cái Lại khuyên nhủ Tú Anh Ngọc Nương thật sự đã cải tà quy chính rồi Lý Thu Anh mi mau dựng thẳng lên Anh khí bừng bừng Cười lạnh mà nói Sử thúc chuyện này không cần nghi quán Ta và nàng nhất định chỉ có còn một người còn sống thôi Cung Ngọc Nương bên trong thập phạt đại sơn Không thể động thủ Chúng ta tới bên ngoài quyết đấu sinh tử Dứt lời Tế khẩu lâu thuyền Hướng tới phương Bắc Bách Man Sơn bay đi Cung Ngọc Nương cũng tức giận Tế khẩu lâu thuyền của mình Theo sát phía sau Lý Tu Anh nói Lý Sử Tỷ Người năm lần bề lượt đối nghịch với ta Nghĩ ta thực sự sợ ngươi hay sao Ê, Hai cái nữ nhân này đều nóng tính cả Vừa nhìn thấy nhau là đã đấu võ luôn rồi Diệp Húc lắc lắc đầu hướng tới Ngọc Xanh quận chúa và Vũ Văn Hạo bên cạnh, hắn cười lên tiếng: "Chúng ta mau đuổi theo, miễn cho các nàng thực sự một sống một chết kìa." Ngọc Xanh quận chúa nhíu mày nói: "Lý sư tỷ và cung sư tỷ tốc độ cực nhanh, chúng ta làm sao có thể đuổi được các nàng đấy? "Không sao cả, cho dù các nàng có tốc độ cao như thế nào đi chăng nữa, ta muốn đuổi thì đuổi theo vô cùng dễ dàng." Diệp Húc tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con, giơ tay chào một cái, lên nắm ngọc xanh Quần chúa và vũ văn hạo lên hắn đặt hai người vào trong thuyền thúc giục chân nguyên thuyền con lập tức đâm phá chiều cao giết cào bay đi tốc độ của thiên cơ tán quá nhanh nhanh đến tuyệt luân chỉ một lát sau ba người giật phúc đã đi tới bách man sơn qua hồi lâu cung ngọc nương và lý tu anh mới quan thai cưỡi lô thuyền đi tới ngọc xanh Quần chúa và vũ văn hạo thế thế không khỏi hoảng sợ thuyền con này tốc độ không ngờ lại nhanh đến như vậy ngay cả hai vị sư tỷ dùng lô thuyền cũng không đuổi kịp loại tốc độ này gần như có thể dập ngang các loại vũ bảo do thái thượng trưởng lão luyện chế ra rồi. Lý Tu Anh, Cung Ngọc Nương, hai nữ nhân này vừa mới rời khỏi phạm vi của thập vạn đại sơn liền lập tức động thủ. cả hai đều đứng ở đầu thuyền thúc giục lâu thuyền oanh sát về phía đối phương. hai người các nàng, Cung Ngọc Nương đã tu luyện ra nguyên đan, hơn nữa tu luyện vũ hóa thiên hoàng bảo quyển, thực lực không mạnh hơn trước mấy lần, mà Lý Tu Anh cũng tu luyện tới ảo đan cửu phẩm, thực lực cực kỳ không tồi. cả hai đều thi triển toàn lực hai lô thuyền đều dài tới trăm mét, xeo xeo rung động giữa không trung, hung uy tràn ngập. đủ rồi, hai người cất ngươi, hết thảy dừng tay lại cho ta. diệp phúc cười lạnh một tiếng, tới khởi cửu đỉnh, chỉ thấy trên đầu lâu thuyền của hai người đều tự xuất hiện vài tòa đại đỉnh, chấn áp thẳng xuống dưới. đại đỉnh rơi vào lâu thuyền, chỉ thấy từng trích thượng cổ dị thú từ trong đỉnh lao ra đại trảo, gắt gao không chế lâu thuyền, tùy ý mặc cho hai người thúc giục như thế nào, lâu thuyền cũng không chút nhúc nhích. Diệp Phúc chấn áp hết thảy lô thuyền của các nàng rồi mỉm cười nói: "Tú Anh, Ngọc Nương, các người vừa nhìn thấy nhau là đã đấu võ rồi, còn ra cái thể thống gì nữa đây?" Lý Tú Anh tới khởi ảo đan của mình, ra sức thúc dục, lô thuyền dường như bị đóng đinh trên cung trung, không chút nhúc nhích, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lần trước nàng nhìn thấy Diệp Phúc, Diệp Phúc tu vi chỉ là hạo nguyệt kỳ. Đối phó với vũ sĩ như Thăng Thành còn có chút miễn cưỡng, hắn còn cần phải có Ngọc Xanh quận chúa và Vũ Văn Hạo liên kết, liên tục quỷ đi mấy kiện vũ bảo cấp chân giáo mới có thể chém giết được đối phương. Không nghĩ tới hơn một năm không thấy, Diệp Phúc đã có thể dư sức chấn áp cao thủ nửa bước nguyên đăng kỳ như nàng. Cung Ngọc Nương với thực lực của Diệp Phúc cũng có vẻ phần hiểu biết, không có ý đồ thúc giục lâu thuyền, cười khinh khách mà nói: Tiểu Diệp sư phụ, không bằng thầy cho chúng ta hai người liên kết lại, làm thịt Lý tỷ tỷ miễn cho nàng luôn đứng nghịch với ta. Diệp Phúc nhức đầu cười nói: đừng có cản quấy, tú anh, thù hận giữa ngươi và Ngọc Nương ta cũng có biết rồi, tuy nhiên đây là bởi vì một người nam nhân mà thôi sư huynh của ngươi bị ngọc nương thái bổ chết có thể thấy được hắn cũng không phải là phu quân gì tốt cả chết chưa hết tối không thể oán trách ai được tuy nhiên ngọc nương không có sai không bằng như vậy đi ngọc nương người hướng tu anh bồi tội một cái hai người các ngươi bãi đấu mọi người đều tốt đẹp cả sao như thế nào lý tu anh im lặng không nói cung ngọc nương chân thành nhất phúc chào rồi cười ngâm ngâm lên tiếng nói Lý Thị Tý tiểu muội sai rồi, xin lỗi ngài nha. Lý Thu Anh sắc mặt khẽ biến, thiêu lễ cười lạnh mà nói: Cùng tỷ tỷ, người lớn tuổi hơn ta, gọi ta sư tỷ sao được? Tiểu muội không dám." Nói vậy nói bậy, tuổi của ngươi lớn hơn ta, phải gọi ngươi là tỷ tỷ mới phải. Cung Ngọc Nương sắc mặt cũng thay đổi, tới khởi lâu thuyền, sắc mặt không được tốt. Cùng tỷ tỷ, người đã hết thời là người đẹp rồi, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng chỉ là phong vận còn tồn tại lại mà thôi. Lý Tu Anh đưa tay vút ve mái tóc biên, âm thầm đề phòng cười nói. Lý đại nương, ngươi muốn chết sao? Cung ngọc nương cười khen khách nói, sắt khí lạnh lạnh. Diệp Phúc thấy hai người vì chuyện tuổi tác lớn nhỏ lại muốn đồng thủ, không khỏi nhức đầu mà cười nói: Các người đều tự nói tuổi ra, chẳng phải sẽ biết ra là tí, ai là muội muội hay sao? Lý Thu Anh và Cung Ngọc Nương hừ lại một tiếng, đều tự quay đầu lại, đánh chết cũng không chịu nói ra tuổi tác thực của mình. Hề, hey, nữ nhân thật phiền toái mà. Diệp Húc thu hồi kiều đỉnh của mình, thiên cơ tán cũng thu lại thẳng rơi vào phía trên lô thuyền của Lý Tu Anh, ngoắc tay gọi Cung Ngọc Nương. Ngọc Nương, cũng thu hồi lô thuyền của ngươi lại đi, rồi lại tới đây đi. Ngồi trên con thuyền thanh lâu chạy quanh cũng rất là kỳ cục. Cung Ngọc Nương cứ ngâm ngâm rơi xuống trên lô thuyền, Ngọc Xanh Quần Chúa và Vũ Văn Hạo cũng tự mình lên thuyền. Diệp Húc thấy các nàng không động thủ nữa thì cười nói. Tất cả mọi người đều không phải là người ngoài, đánh đánh đấm đấm làm cái gì chứ, quần chúa. Lần này chúng ta tới chiến trường Tần Hán còn phải phiền lệnh tôn rồi. Ngọc Xanh quận chúa chính là trưởng nữ của vương phủ Đại Tần, phụ thân nàng là Triệu Sương Chính, thân đệ của đương kim Tần Hoàng. Hắn thông lĩnh đại quân, chấn thủ đồng quan, cũng là một cao thủ vô đạo, có được uy danh hiển sách, hiển hách trong những cường giả của hoàng thất Đại Tần. Thực lực của hắn có thể so với các cường giả cấp trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông. Ngọc Xanh quận chúa vội vàng cười nói: "Sư thúc nói đùa rồi, sư thúc đi đồng quan, cha ta thật sự rất vui vẻ." May mắn có Triệu sư muội ở đây, nếu không mấy người chúng ta tới chiến trường Tần Hán nhân sinh không quen không biết phải đặt chân tới nơi nào vũ văn hạo lý tu anh cũng thản như nói sư thúc lần này ngoại trừ hoàng tuyển ma tông chúng ta tới chiến trường tần hán năm phái khác cũng phải người tới còn có đệ tử của 72 thế gia cùng với những ma đạo môn phái khác cũng đều phải người tới chiến trường tần hán cũng không phải là nơi tốt đẹp gì chỉ sợ có rất nhiều xung đột kìa cung ngọc ngương liếc mắt nhìn nàng một cái cười nói ta còn nghe nói đại hán đã được tin tức hắn hoàng tự mình hạ trí khẩn cầu những chính đạo môn phái trong cảnh nội tới trợ giúp kia môn phái chính đạo trong cảnh nội đại hán đế quốc rất nhiều có nhiều môn phái không hề kém hồng tuyển ma tông chúng ta đâu những đệ tử môn phái này đều là tinh anh cả lần này tới chiến trường tần hán tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu rồi đại hán chính đạo thích vu là đại phạm âm lôi tử tiểu quang minh thánh địa nho vu thì là tứ tông thiên nhân tông âm dương tông thái cực tông thiên đạo tông đạo vu tam tam tông Thái Thượng Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Hỗn Nguyên Đạo Tông. Những môn phái này đều có lịch sử lâu đời, kế thừa thâm hậu, bắt nguồn từ xa, dòng chảy dài, không hề kém với ma đạo lục phái chúng ta đâu. Vũ Văn Hạo đúng là rất nhiều các môn phái chính đạo, hắn biết được. Diệp Phúc nghe thấy môn phái Nguyên Thủy Thánh Tông trong lòng khẽ động cười nói: "Đạo vu có Nguyên Thủy Thánh Tông, ma đạo lục phái chúng ta xếp hạng nhất là Nguyên Thủy Ma Tông, hai môn phái này vì sao lại có tên tương tự như vậy?" Cung Ngọc Nương cười nói: nghe nói nguyên thủy thánh tông và nguyên thủy ma tông trước đều là cùng một môn phái tên là nguyên thủy ngọc hư cung người sáng lập ra là một vị thiên đế chính ma yêu kiêm tu lúc đấy đây là một thế lực hùng mạnh nhất bao trùm phía trên cả chính yêu ma sau khi vị thiên đế kia mất đi nguyên thủy ngọc hư cung phát sinh tranh chấp chia ra làm ba tâm pháp cũng không có giống nhau ai cũng có sở trường riêng của mình ma đạo nguyên thủy ma tông chính đạo nguyên thủy thánh tông còn có một đại phái yêu tộc tên là nguyên thủy yêu tông Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ thầm nghĩ Kiềm tu chính ma yêu ba đạo Vị thiên đế này bản lĩnh thật sự là lợi hại Ngọc lâu của ta đoạt được Di La Thiên Yêu Nguyên Thủy vào Điến Không biết có phải là một phần trong tâm pháp Trong chính ma yêu ba phái này hay không đấy Hiện tại hắn có thể khẳng định Khai sáng ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung Chính là vị thiên đế tên Di La Thiên Yêu Đế Sau khi yêu đế mất Ngọc Hư Cung chia ra làm ba Đều có tâm pháp truyền lại đời sau Nội tình vẫn thâm hậu như trước trong đó nguyên thủy ma tông thậm chí xếp hạng đầu trong ma đạo lục phái gần với tam cung ba môn phái này đều có tâm pháp chiến giáo đều không giống nhau bởi vậy giáp húc cũng không dám khẳng định di là thiên nguyên thủy bảo quyền của mình đạt được tới thuật cùng là tâm pháp của phái nào mấy người cười cười nói nói dần tiến tới chiến trường tần hán sau khi bọn họ rời đi không lâu đột nhiên trong thập vạn đại sơn chuyển tới dao động kịch liệt chỉ thấy một trích lục nhãn kim thiền từ trong đám núi nhảy lên lục nhãn kim thiền này hình thể to lớn không gì sánh được trên lưng còn đeo thêm một tòa phủ đệ Nó lăng không phi hành Sau con mắt trông như đêm tối Ánh ánh mắt dường như có thể xuyên qua khoảng cách mấy ngàn Trong con mắt của Kim Thiền Bắn ra mấy hình ảnh của mấy người trên lô thuyền Lý Thu Anh Hình ảnh của mọi người trong mắt nó Rõ ràng đảo ngược lại Có vẻ rất là quỷ dị Họa một tiếng Kim Thiền giống giận Nhảy đi tới Mỗi khi nó rơi xuống cách vị trí trước tới hơn 10 dặm Nhanh chóng kéo gần khoảng cách với lô thuyền Trên lô thuyền Diệp Phúc đột nhiên khẽ nhíu mày Mở khoang thuyền ra nhìn bầu trời chỉ thấy cách bọn họ chừng 10 dặm trên bầu trời có sáu con mắt màu xanh biếc đang sắp thành một vòng tròn thủy chung đi theo sau lâu thuyền quỷ dị đến vô cùng Thiền lý nhãn ư lục nhãn kim thiền sao diệp húc đứng ở dưới đuôi thuyền trong lòng cả kinh ngụy hiền tới rồi đám người lý tu anh cung ngọc nương cũng đi ra khỏi khoang thuyền ngẩng đầu mà nhìn lại cung ngọc nương thất thanh nói hình như là linh phủ phong nguyên thần của ngụy hiên sư bá chính là kim thiền kia thì phải một loại vô pháp mà thôi, ta cũng làm được. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, làm cho sáu đôi mắt màu xanh biếc kia bị dập nát, chín đỉnh đều tự bay lên một ánh mắt thật lớn, trong giây lát đã bị đã bay tới mấy trăm dặm. Ánh mắt này trông rất sống động, đúng là vô pháp của giao đạo nhân đã truyền thụ cho hắn, thiên lý nhãn. Diệp sư đệ, bằng vào tu vi mỏng manh của ngươi cũng muốn nhìn xem rình ta, xem động tính của ta hay sao? Giữa không trung đột nhiên chuyển tới thanh âm ầm vang, giống như thiên lôi, Diệp Phúc chỉ cảm thấy chín đôi mắt của mình lần lượt bị phá nát, chỉ thấy không trung đột nhiên chuyển tới tiếng giết thiên lương, một đầu lưỡi vừa dài vừa nhỏ từ phương xa chuyển tới đâm phá trời cao, bang một tiếng cuốn thẳng tới lâu thuyền. Đây là đầu lưỡi của Lục Nhãn Kim Thiền, khoảng cách trên dưới 100 m há mồm thẻ lưỡi đâm phá trời không cả trăm dặm, nó tính luốt cả lâu thuyền và trong bụng của mình. Các loại lực lượng này, thủ đoạn này, Diệp Phúc chưa nghe thấy bao giờ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 59 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.